Tử vi tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những mệnh chủ tuổi Bính Thân được đánh giá là những người thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức tự lập cao. Đến khi trưởng thành, họ có thể tự mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống mà không cần nhờ cậy, cầu cứu bất kỳ ai. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp của mình mà tuổi Bính Thân được mọi người yêu quý và nhiều mối quan hệ rộng rãi. Họ thường gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, cả đời an nhàn mà vẫn đầy đủ của cải, không lo thiếu thốn về vật chất. Đúng như vậy, khi mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Bính Thân gặp được may mắn liên tục. Khi bước sang năm 2021, may mắn của mệnh chủ không hề giảm đi mà còn tăng lên. Mọi sự đều hanh thông nhờ quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt là ở độ tuổi lục tuần, sự nghiệp của mệnh chủ vẫn phất lên như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền đến mỏi tay. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của ông bà Bính Thân sinh năm 1956 sẽ xảy ra những điều gì? Ông bà có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Bính Thân. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Bước sang năm Tân Sửu, ông bà tuổi Bính Thân đón một vận trình mới khá êm đềm và suôn sẻ. Trong thời gian này, ông bà có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè. Nặng thì có thể làm sức mẹ tình cảm. Bù lại, gia đạo an vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Bính Thân nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải phần hận, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Bính Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi ông bà tuổi Bính Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy rằng ông bà được chính ấn trợ mệnh, công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên có ít sự đột phá. Nếu ông bà vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như ông bà chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Không như vậy, sức cạnh tranh tăng lên khá rõ. Áp lực kèm theo đòi hỏi ông bà phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Đặc biệt trong thời gian này, nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì ông bà nên tránh. Đa phần bản thân chịu thua thiệt, vất vả mà không hưởng lợi nhiều. Vậy nên, trong thời gian này, ông bà tuổi Bính Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên rằng hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng cỗ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho ông bà.
Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của ông bà tuổi Bính Thân nửa cuối năm 2021 cho thấy tình hình tài chính của ông bà khá ổn định. Cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng ông bà cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Nếu vẫn còn giữ tư tưởng an phận thì ông bà sẽ chẳng đạt được bất cứ lợi ích nào. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà cần thận trọng khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt, kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Dù là anh em, bạn bè cũng phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất mà tình cảm cũng tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để mọi việc được hành thông và thuận lợi thì ông bà tuổi Bính Thân hãy luôn sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi được những hung tinh và vận hạn ảnh hưởng đến chính bản thân, công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu người quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong 6 tháng cuối năm 2021, ông bà tuổi Bính Thân được thiên hỷ báo tin vui. Dù là ông hay bà đều có nhiều cơ hội để cải thiện các mối quan hệ. Nếu đang sống một mình, ông bà sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kề bên. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành, chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể ở tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến quý gia chủ muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Còn với người đã có gia đình, cần lưu ý, ông bà càng hạn chế các cuộc tranh cãi, hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung, gia đạo an vui, con cháu quây quần giúp tinh thần của ông bà tuổi Bính Thân luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phải muộn phiền. Vì thế, ông bà nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa mình vừa với sức, duy trì trạng thái tâm lý, lạc quan, tích cực, vui vẻ với con cháu. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà nên đeo vòng tay của Huyền Long, Thân, Tý, Thìn. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, đá mã não đỏ còn mang lại sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ cho ông bà trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi nửa cuối năm 2021 có cho thấy ông bà tuổi Bính Thân không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Điều đó sẽ khiến ông bà phải đến bệnh viện điều trị, nhưng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy, đúng thuốc, bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Ngoài ra, ông bà tuổi Bính Thân hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà phòng trừ, xua đuổi hung tinh, vận hạn trong thời gian này. Đồng thời, pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà tuổi Bính Thân trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Bính Thân trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Dù tháng 7 âm lịch được coi là đen đủi theo quan niệm của dân gian, nhưng may mắn là ông bà tuổi Bính Thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung, vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số mệnh chủ còn gặp không ít may mắn. Tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, ông bà tuổi Bính Thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Ông bà cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai,
tử vi tháng 8 âm lịch. Tiếp tục các khí từ tháng trước, ông bà tuổi Bính Thân đón tháng 8 khá nhẹ nhàng, các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của ông bà tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Đây là cơ hội để ông bà thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình. Hãy nắm bắt thật chắc, mọi thứ diễn ra đều đều, đôi khi cũng khiến ông bà cảm thấy cuộc sống nhàm chán với vòng quay lặp đi, lặp lại. Ông bà có thể tự tạo hứng thú cho bản thân bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, ông bà tuổi Bính Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp. So với trước đây, ông bà sẽ có nhiều động lực để làm việc hơn trong tháng này. Tuy khó khăn không ít, nhưng kết quả đạt được là vô cùng xứng đáng. Vấn đề sức khỏe cũng cần ông bà đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mải mê lo công việc khiến ông bà bỏ bê chăm lo sức khỏe, khiến cơ thể đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Do đó, ông bà không nên bỏ qua sức khỏe thể chất của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà ông bà tuổi Bính Thân cần phải đối mặt. Ông bà sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, ông bà sẽ phải tự thân cố gắng, làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp ông bà khơi thông bế tắc. Khi đó, ông bà sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Tam hợp mang đến cho ông bà tuổi Bính Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, sức khỏe của ông bà không được lý tưởng. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Ông bà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá tốt, nổi bật nhất là phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có nhiều áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ. Cho nên dù cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng ông bà tuổi Bính Thân vẫn có thể cảm thấy thư thái với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của ông bà lại có dấu hiệu sụt giảm, chủ yếu là do thu nhập không có nguồn tăng, nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm ông bà vung tay mua sắm quá đà, dẫn đến tài khí khó tụ, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Bính Thân trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và la số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Bính Thân. Trong thời gian 6 tháng cuối năm, ông tuổi Bính Thân được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mắt của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Ngoài ra trong thời gian này, ông cần gặp phải hạn thiên tinh, đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài, ông cần cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Còn bà tuổi Bính Thân may mắn gặp được sao Mộc Đức, bởi Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về gia đạo. Tuy nhiên, bà vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, bà sẽ gặp phải hạn tam kheo. Khi gặp hạn này, bà cần đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai là luận hung can điền vận sau tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Bính Thân trong thời gian này gồm có sao Thiên Hỷ, Long Đức, báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ. Và hung tinh Đà La, tiểu hao, gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cùng tam hợp gồm có các sao Văn Tinh, Quan Sách, Bệnh Phù, Tuần, Triệt, gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn xung quanh,
Còn cung xung chiếu có Cát Tinh, Thiên Khôi, Hồng Loan, Tăng Đào Hoa và Vượng Quý Nhân. Trong đó, cung có còn có Hung Tinh, Cô Thần, Hôi Khí, Thiên Không, Kiếp Sát, gò ép về mặt cảm xúc, khiến tinh thần bất ổn, đề phòng, tai nạn bất ngờ. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kinh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.